Mày này, mày gửi vị trí cho cô để cô đi, đi lên cô chơi với chúng mày. Không có ở nhà từ hôm nay tao buồn lắm, mà thằng anh Quảng không thể xuống tìm hôm nào đâu. Ừ, gửi vào Zalo cho cô nhá. Gửi luôn đấy. Vậy Hoài đâu cho cô gặp một tí. Đưa đây cho cô qua nói chuyện nó tí sao mà gọi nó dậy. Gọi nó sao mà không nói nữa à? Mày tắt đi à? Gửi luôn vị trí đi nghe chưa? Đúng mà. Ừ. Cái này nghỉ ngơi tí thôi là bắt đầu là tí là đi luôn đấy. Giờ không có cơm nước gì đâu, ăn tạm mấy cái này đi. Khi cũng ăn tạm này đi, bà đừng có lươn cho nó loay qua loay quanh ra. Ăn nhanh lên, không là tí nữa lên xe không ăn được nữa đâu. Vậy mày không lấy cơm tạm. Ăn tạm này giờ làm gì có thời gian ăn cơm, bà ăn không? Ăn cơm không không tôi đi đem trả hết đấy. Bóc ra ăn gì? Đây này. Đi qua chị ăn đi. Ở nhà bà. Chúng mày gọi cơm chúng mày lại chả mua cơm, chúng mày lại. Làm gì có thời gian ăn cơm, đi dọc đường thì còn cơm ở đâu? Đi cái đường này. Bà ăn cơm không ăn là tí nữa nói đừng có kêu đấy, tôi nói trước đấy. Ăn đi. Mày ăn đi. Cô ăn đi. Đấy bà bảo bà. Mày ăn tạm bằng bánh mì vậy không có cơm à? Bà ăn đi. Đừng có đòi hỏi. Cái mày ăn hết đi bán hết. Bà đi đừng có đòi hỏi. Chị Hoa uống uống nước đi. Gọi cơm cho ta ăn đi, gọi bánh mì vậy ta ăn làm sao? Ăn đi bà đừng mà thích đòi hỏi không? Bà bảo bà say xe, tôi chưa thấy bà say gì nào đâu, mặt vẫn tỉnh bơ rồi, có say xe gì đâu mà. Tôi bảo nhà bà cứ say, ăn đi, ăn nhiều, nhanh lên xem nào. Ăn xong uống nước đi. Ăn này không nhanh lên để đi đấy, đừng công vào. Đi đang phải chọc Tết chứ được, cứ tham ăn đi. Nhanh lên. À, cho ta ăn bánh mì thì đã chứ. Gọi cơm cho ta ăn, chả gọi đi cho ăn bằng bánh mì quân này. Không có cơm. Đi trong đường làm gì có cơm. Đi tìm quán cơm giờ nào. Tôi đi tìm quán cơm nào, biết bao giờ đến nơi. Đi cái nào có thì về ấy chứ, trong này có đâu. Đi suốt vậy mà đã nhọc rồi, không cho ăn cơm ăn chở gì để bắt bằng ăn bánh mì. Này bắt bà anh, không ăn thì thôi đưa đây, không ăn được. Không, để đây cho ta. Chúng mày ăn rồi, hết cho ta đi chơi cho tôi. Có là ăn là tốt lắm rồi, thì may thì tìm được quán này mà ăn thì không chỉ có nhịn. Ăn đi đỡ say xe, nói lắm quá rồi. Bà ăn nhanh lên. Không nhanh thì tôi đổi ý đấy, đấy nhanh để mình đi không muộn nữa. Ăn như ăn như kiểu mèo nhấm đi. Thế cho tao nhai đi, tao nghỉ cái mình dục tao vậy tao nuốt làm sao được. Ăn bánh mì là khó ăn lắm đi. Tôi cho bà đúng 5 phút nữa bà ăn hết đồng bánh mì đấy không là cũng đi. Tao cơ ngồi đây mà nghỉ ngơi đỡ không bắt lên xe vừa ăn vừa ấy rồi đấy. Lên xe vừa ăn vừa ấy cơ, nó còn say hơn. Ăn lên lên. Ăn một ăn cơm mà thế nào kẹo bây giờ ăn xong được bánh. Ờ cái thằng này bây giờ tôi già rồi ăn miếng to cho nó nghẹn chết à. Thì ăn dần dần ăn từ từ thì cứ dục bà sống bà yên tâm bà thứ ba là bà cũng chết đâu mà nghèo. Sao chúng mày không ăn? Chị Hoa ăn đi không đi nữa lên xe lại nói. Chị ăn đi. Hay chúng uống nước rồi. Hay chúng mày ăn lẻ. Ăn đi. Ăn lẻ rồi. Ăn lẻ ở đâu từ nãy là ngồi đây ăn lẻ đâu? Bà giỏi người này nữa. Chúng mới rốt tay trên xe, chúng mới đi ăn lẻ ăn cơm, còn chúng mới cho ta ăn bánh mì sao ấy. Không ăn thì đưa đây nhá, đừng nói nhiều nhá. Tôi đổi ý là thôi luôn đấy. Loanh quanh. Chị Hoa ăn đi chị ơi. Đi ông tí lên xe nói đấy. Chị ăn đi. Mày ăn đi, không ăn để tan hết. Bà ăn hết đi. Đưa điện thoại đây. Cái xe làm sao mà bà, xong lát xong xe điện thoại trên ô tô bà lại cầm lại. Đưa đây tôi nghe xem đứa nào đấy. Thông điện. Thông điện, số thông điện này. Nghe nhá, bình tĩnh nhá, bà im mà nói theo tôi, bà nói sai thì đừng có trách tôi. Nghe đây. Alo. Ừ, cô đây, Hùng à. Vậy à? Vậy, cô ở nhà vẫn khỏe hả? Vậy cứ hoài đâu? Hoài á, hoài ok, bà không phải lo, nhớ hoài. Vậy mày đang ở đâu để cho cô lên đi? Chỗ vậy chính xác là ở vị trí ở chỗ nào? Như thì để cho cô lên với cô đi chơi ở nhà cô nghe buồn quá.
Vậy sao từ hôm mày đi đến nay mày không nhận về cho tao? Con Hải đã nhận về cho tao một lần, lúc tao nhận lại thì thuê bao. Vậy mày định đi chơi ở đâu mà mày lại giam biên giới? Không, nó không xuống sắt từ hôm nay, không thấy xuống, không thấy tìm tao. Điện cho mày mà cái điện là gào nghiên thầy xe bào. Mày này, mày gửi vị trí cho cô để cô đi lên cô chơi với chúng mày. Không có ở nhà từ hôm nay, tao buồn lắm mà thằng anh quại không thể xuống tìm hôm nào đâu. Ừ, gửi vào Zalo cho cô nhá, gửi luôn đấy. Vậy Hoài đâu cho cô gặp một tí? Đưa đây cho cô quả con nói chuyện lắm, tí sao mà lại gọi nó dậy, gọi nó sao mà không nói nữa à? Mày tắt đi à? Gửi luôn vị trí đi nha, chưa đúng không? Rồi, để im ra xem nó gửi vị trí không, nó gửi vị trí là mình biết là chính xác nó đang ở đâu. Bà nhá, bà được rồi, bà cứ nói như vậy là bà tốt đấy. Để im xem nào. Tôi ăn tiếp đi, ăn nhanh. Bà ăn đi, bà ăn đi, còn lại để tôi đây này. Đây rồi. Nó gửi chưa? Nó gửi vị trí vào đây rồi này. Đây này. Gửi nó bảo đã ở đâu? Nó đây này. Bây giờ chỉ đi theo cái đường đấy là được. Cái khu này là khu bảo đợi tao với. Cái khu này là khu đằng Lào Cai. Đây này. Đây là đường này, chỗ này là đường này đáng. Đây này. Đi. Bây giờ ăn đi rồi đi. Anh ấy lên để đi luôn, không ăn uống gì nữa, đi luôn chứ. Không, người ta ăn là chúng phải tiếp tục, người ta nghẹn, ta không. Đi lên đây này, đường còn xa lắm, đi này, nó ở chỗ này không? Có ăn đồi núi rừng rú vậy. Thế bảo qua đây này. Tao bảo rồi, chỗ này toàn rừng thôi. Tao bảo với nó rồi, tao bảo gửi vị trí cho tao đi với chị này, nó ở đấy nó chờ tao. Ăn đi rồi đi, mẹ lên đấy quá nhanh, lên rừng rú lại nhanh. Bây giờ nó cần gửi cho mẹ ăn lắm nữa lại ấy bây giờ. Chúng mày sao cứ chụp tao vậy, không biết sao lại. Nó là đợi gì, đợi tao đã rồi đi. Chứ không tao bảo rồi, tao bảo mày gửi điện, vị trí này cho tao lên ngay, nó bảo vâng thế. Điện lại bảo đợi tao, đừng bây giờ ở như đấy, đừng qua biên giới rồi. Tại chắc gì đó nó đang nghe máy. Nói điện được là kiểu gì, bảo vậy nhá. Đừng có ấy, bảo đừng có qua biên giới rồi. Đợi tao đi mới. Bảo đợi tao. Bảo đợi cô lên rồi đi. Đi trước. Nghe nữa. Bây giờ cô cứ đi theo đi. Anh lên trên nào, mày sao nó không nghe nữa? Ôi, nó không nghe đâu. Nó đã có lên, nó gọi được cho mình thôi. Cái thằng này cảnh giác thế. Đấy, điện là nó làm. Đấy, là thuê bào thấy chưa? Vậy thì mình trong cái ngành này nó chẳng đi theo bản đồ là lên rồi. Anh nhanh lên đi xem nào. Cho bà ngồi nghỉ thoải mái lắm rồi. Ngồi ăn nhanh lên nha. Vừa ăn vừa ấy đấy, khổ lắm đấy. Thôi ta chả ăn chúng mày rồi quá vậy, ta chấp nhận ta chả ăn đâu. Thế thì bà cầm lên xe bà ăn vậy. Không ăn nữa. Thôi chúng mày thì tí ra chúng mày kêu đuổi nhá. Tí mà thôi, cầm lên hết lên xe ăn nhanh lên. Nhanh lên chưa? Thế từ từ thế này, sao chúng mày cứ dục vậy, im chân nghỉ đi đã sẵn. Lắm. Cứ từ đã. Đi nhanh lên không. Ăn ra chưa kịp uống nước đi. Ngược nó nhỉ, đi nhanh lên, cầm lấy. Im chân, cầm lấy đi nhanh lên để em phải trả tiền đi nha. Mày ngồi đây. Ôm như bà lên xe đi. Nhanh lên. Im đã ăn thì đã ăn rồi, cứ dục. Thế đi rồi chị. Ăn thì ăn thì sao mà mày cứ bắt tao đi về mà không biết sao vậy mà cho tao uống.